Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình này góp nhận 0.5 top căn có cái hiệu là RBO nghe thấy các bạn. Một dự án này một top căn RBO này khoảng 100 đô. Chương trình này góp này lấy nguồn góp 6 các bạn, và chương trình này góp này nó sẽ phân phối vào ngày 20 tháng 2 năm 2021 các bạn. Để tham gia chương trình này góp này các bạn click phần link mô tả mở Telegram hoặc start chatbot các bạn. Đây là một dự án của game phi các bạn, có nước cấp trang các bạn, 31 trên nguồn gấp 6 các là uy tín luôn các bạn. Rồi đây thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn phải ấy là các bạn join kênh group và kênh seller các bạn. Rồi các bạn join vào một kênh các bạn, chết bà mà đây mình end mình bỏ bớt ra nữa các bạn ơi, quá trời lưu bu này. Rồi các bạn join chào các bạn qua máy đắp tiếp tục các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng join tiếp kênh seller nữa các bạn. Mình không biết bỏ con nào luôn, en nữa các bạn. Để bỏ thêm con nữa các bạn. Uổng quá các bạn ơi các bạn. Rồi các bạn join rồi các bạn. Rồi các bạn bắt up lại các bạn. Rồi tiếp tục thì follow cho các bạn, người biết cho tan hai người bạn vào các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn like nè các bạn. Rồi các bạn like và các bạn tự quyết là chỉ dẫn như tự quyết các bạn tăng hai người bạn vào nghe thấy các bạn. Cộng mình. Mình ở cộng go. 2. Phan để mình tăng thêm một người bạn ở cộng mình. Các bạn tăng ba người bạn đi các bạn. Rồi các bạn test lại các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mới đắp lưng các bạn. Các bạn xuống đây các bạn don nha các bạn. Khoan các bạn kiểm tra có join kênh group kênh seller chưa các bạn. Rồi gì mà đã join rồi các bạn bấm don nha các bạn. Rồi các bạn bấm don tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại địa chỉ username tại Twitter. Các bạn cũng mở tại Twitter các bạn ra các bạn ghi copy username Telegram của username Twitter của các bạn nha các bạn. À còn MMO của bạn này các bạn. Vì tham gia. Và các bạn đem dịch ra. Rồi nha các bạn. Cái con này nó tào lao các bạn, nó kêu bạn copy cái này rồi các bạn cũng tự quyết lên các bạn. Các bạn copy cái hashtag hết các tag luôn các bạn. Rồi thì các bạn cũng trả lời từ Twitter của mình nha các bạn. Nãy không nói. Các bạn cũng mở từ Twitter của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào hình vô gạch nè các bạn. Các bạn bắt vào nha các bạn. Các bạn dán vào xong xuôi các bạn tan hai người bạn các bạn vào nha các bạn. Bạn có số bạn buồn ơi. Các bạn tăng ba người bạn cũng được nữa. Ở cộng MMO rồi ở cộng. Rồi tăng ba người bạn rồi các bạn bấm đăng test nghe không? À quá nhiều rồi các bạn nên bỏ bớt cái dòng này đi các bạn. Các bạn bỏ bớt nha các bạn. Nhiều quá nhiều rồi tự quyết nó không cho các bạn đăng test nha các bạn. Rồi các bạn bỏ hết này luôn đi. Lấy từ hai ngón tay thôi các bạn bấm đăng test được rồi. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba vô gạch, nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào một chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép lên Twitter nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Rồi các bạn gửi nó cho bot tiếp tục nha các bạn. Rồi. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với an xe 20 bên dưới chút wallet nha các bạn. Nice wallet MetaMask anh tôi cần các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Khoan các bạn ơi, các bạn copy địa chỉ ETH này các bạn.
quan sao chép này các bạn. Rồi các bạn trả về con bot nha các bạn. Các bạn dán vào nè, các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chỉ việc lấy ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốt cần nha các bạn. Vậy video này kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.